Chào tất cả anh em ha. Rồi hôm nay mình lên cái con thổ này, mình chia lại cho anh em. Con thổ này nói chung là cái con này cũng mồi vậy đó. Nghe em nó nói là mồi bắt gần chục bổi nè. Nó chơi Malaysia, nó không chơi Việt nữa. Rồi nó thanh lý chia lại cho mình. Con này nước chơi bao phê nha anh em. Chơi như một cái con là chim lai luôn á. Con thổ này hay lắm nè. Hổm mình đã có nghe nó chơi gái lại lay gai rồi. Con này kèm rước đầy đủ, tiếng tốt anh em. Đó, mình chia con em về sao nó về đây cái nó bị chìm. Chìm luôn tới nay luôn. Hôm nay mình đang chia lại giá vốn cho anh em luôn. Giá văn nghệ, giá thanh lý nha anh em. Anh em nào cần thì mình alo, mình thấy con thổ tiếng bao phê đâu tốt, anh em về nuôi lên mà nó nổi lên lại rồi đó. Mà anh em mà chê cái tiếng hoặc là cái nước chơi của con này đó, thì em chịu tội luôn á, thiệt luôn. Anh em nhìn tướng tá quy cầm ha. Con này con thổ, nó hơi cắn bầu. Tiếng ok lắm nha anh em. Tiếng lớn, bao phê lắm, nó phóng rước kèm đầy đủ. Rồi nay thanh lý chia lại cho anh em nhanh lẹ luôn. Anh em nào cần thì alo mình. Anh em nào có duyên với nó thì chốt đem về mình nuôi lại thử cho nó lên, nó chơi mạnh lại không. Chứ mình bắt về đây nó bị chìm anh em. Chìm nó cũng gái cũng gù nhưng mà nó ít, nó không có mạnh không. Anh em nào hồi họp nó thì nó sẽ lên lại. Anh em nào cần alo mình ha.